là mọi người, chào mừng người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay tổng quan 4 căn nhà dự án cực kỳ mới đang vào phần hoàn thiện. Cụ thể của nó là thuộc đường Ý La, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với 4 cái căn nhà này thì đường ngõ thực tế như quý vị nhìn trên video. Và nhà theo hiện trạng thì đang là vào phần hoàn thiện. Diện tích từ 30m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, có hai hướng, hướng Tây Bắc và hướng Đông Bắc. Giá bán thì chỉ từ 3 tỷ đồng một căn nhà, cả nhà và đất 5 tầng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, mời người theo em vào cụ thể căn nhà. Với 4 căn nhà này thì có 2 căn nhà mặt ngoài và 2 căn nhà ở mặt bên trong. Đây mọi người có thể nhìn thực tế đây. Đây là 2 căn mặt ngoài, hướng là hướng Đông Bắc, và 2 căn ở phía bên trong, hướng là hướng Tây Bắc. Với cái ngõ thì là ngõ thông nha mọi người. Thiết kế hoàn toàn rất là mới, 5 tầng, đang một phần hoàn thiện nốt cái phần cửa, phần thiết bị vệ sinh cũng như là gạch lát nền. Từ vị trí căn nhà này gần với lại trục đường Lê Trọng Tấn kéo dài, gần với lại trường đại học kiểm sát, xung quanh đầy đủ tiện ích, trường mầm non cấp 1, cấp 2, giao thông đi lại thuận tiện. Vị trí này thì phù hợp cho quý vị nào đi làm ở khu vực Hà Đông hoặc quý vị nào đi làm ở khu vực ở Hoài Đức. Cái vị trí căn nhà này đi ra tới trục đường Lê Trọng Tấn kéo dài ra cái thiên đường Bảo Sơn rất là gần mọi người nha. Giao thông đi lại cực kỳ thuận tiện, nó chỉ khoảng tầm 500m thôi. Đó. Theo hiện trạng của căn nhà thì như thế này. Và thiết kế đây mọi người có thể nhìn sơ qua một chút. Bởi vì nó còn đang khá là ngổn ngang cho nên Ngọc Ánh chỉ quay tổng quan 4 căn nhà gửi cho quý vị. Với 2 cái căn nhà bên trong này thì giá bán là 3 tỷ đồng. 2 căn nhà mặt ngoài kia giá bán là 3 tỷ 380 triệu đồng. Sổ đỏ đầy đủ, sang tên ngay nha mọi người. Giấy phép xây dựng đầy đủ, hỗ trợ quý vị vay vốn ngân hàng. Tối đa lên 35 năm và tối thiểu là 3 năm. Thiết kế của tổng quan 4 cái căn nhà này thì như sau. Với thiết kế 5 tầng thì tầng 1 là phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà, mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ cực kỳ rộng. Và tầng 5 của ngôi nhà thiết kế phòng thờ, sân phơi riêng biệt mọi người nhé. Đó, đây là tổng quan ngoài hành quay. Nếu như mà bao giờ xong hết với cái vị trí căn nhà này thì khoảng tầm 7 cho đến 10 ngày nữa là xong hết, thì ngoài sẽ quay cụ thể review từng căn cho quý vị nha. Đó, ở đây có một căn lô góc này, hai mặt thoáng. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế luôn. Toàn bộ phần mặt tiền là được ốp đá granite. Đi lại thuận tiện, quý vị nào đang có con em hoặc đi làm ở gần với lại trường đại học kiểm sát thì từ cái căn nhà này đến trường đại học kiểm sát Hà Nội nó chỉ khoảng tầm 300m thôi. Và chợ dân sinh, trường mầm non thì đi bộ được mọi người nha. Và Ngọc Ánh xin dừng ở video ở tại đây. Nếu như quý vị nào quan tâm tới dự án này hoặc ở Dương Nội thì còn rất là nhiều. Căn thấp nhất hiện tại là 2 tỷ 550 triệu đồng mọi người ạ. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 nhé. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.